Bạn chơi nhỉ anh? Cho em xin chân. Ôi giời, chơi sớm đấy, ba hôm chơi à? Để sau chơi mẹ luôn như... Cho em xin chân đi. Mà đi mẹ đang nghe nói mày thích, mày biết làm bài. Làm bài gì anh? Vào chiều. Chơi ở đây với các bố là phải nó chuẩn. Để sợ ơn. Vâng. Mày để từ giờ ba lấy trò mèo ra. Được. Mèo nào đâu vậy anh? Chưa đánh anh nói thế thì ai dám chơi với anh, khổ thật. Mày, tao cho mày từ giờ ăn tối, không đúng nãy anh mày chết mẹ mày, nhá. Chia hổ rồi cái. Khổ báo gớm đi kìa. Đánh tẩy triệu đấy anh. Có đi 500 thôi. Mày thích đánh được bao nhiêu mày cứ ngồi ở đây tao tiếp hết. Vâng. Ôi thế không chơi đi em à? Vào triệu. Triệu. Bao là? Đánh 1 triệu. Em tưởng đánh 1 triệu. Tao bảo đánh 1 triệu rồi. Đánh 1 triệu á? Tao vừa bảo 1 triệu mà. Đi chơi 1 triệu. Không vào đi em. Đây cô. Đây là 1 triệu nhá. Vâng. Em xin chào anh nhá. Ừ. Nhưng mà chơi lịch sự nhá. Ôi anh. Làm mà cắt bài, chơi lịch sự. Cắt bài, nháo rồi. Xong cắt bài là. Vâng, anh nhầm này. Có mấy nhầm đánh nhỏ nhẹ thôi. À. Đéo mẹ nó mất tiền đấy. Cho ông cứ như là đéo cái đâu. Bỏ. Ơ, ông hai nhà. 1 triệu giao lưu anh nhỉ? Anh em mình giải quyết. Đây anh còn 1 triệu nữa cho mày. Cân anh cái xem nào. Anh Trần 8 điểm. Em 8 nhưng mà 8 có tí rồi anh ạ nhá. Tốt quá. Ngon nhỉ. Nháo nháo đầu đuôi cẩn thận đàng hoàng xong rồi để ở đây cho ai thích cắt thì cắt nhá. Dạ vâng. Đánh nó phải thế chứ anh. Bây giờ tin được ai đâu. Mày cả 1 triệu nói mày biết làm bài. Ui làm bài em làm bài được thì giờ xong ngồi đây anh. Thường qua này đen thế. Thiếu gà thì anh đóng gà vào anh. Anh đóng rồi đấy. Anh này chưa đóng. Chơi với cái ông nào không phải đề phòng. Đây ạ. Cắt bài đi ông ơi. Rồi. Thì chậm chạy đẹp đẽ vào. Ôi này. Rồi này. Thôi rồi, bỏ ra. Cái này luôn đúng không? Ừ. Em nó cực chín. Chín thế, thử là chín nha. Nhiều khi ta lại được ăn đấy em ạ. Bỏ rồi. Bỏ lên triệu. Ê, đánh cái gì nữa. Bỏ triệu lên 2 triệu. Theo. Ừ. Theo à? Thế là bài chưa? Thế là sao? Thôi bỏ. Alo. Được 9 điểm. 9 điểm. Ừ. Chẳng được ông thần thánh như nào ấy. Chờ tí, tớ tính tím điện lại chứ đang giỏi tí việc. Bông vào. Bông về các bố. Bỏ thôi. Ôi, mình đầu cánh bỏ, cuối cánh bỏ luôn. Bỏ triệu. Đấy đi. Chào. Bỏ luôn. Bỏ triệu còn triệu nữa. Thả lên. Lít đi, 9 đây. Ủa, toàn 9 nhỉ? Ông anh toàn 9 thôi. Với nhà tập 2 cái thôi. Không à. Bốc đây. Ừ. Ông anh chia như chị anh ấy, chia chậm anh ấy. Ừ. Anh chia vuốt vuốt như giống chơi đít nhỉ? Vuốt đó. Gì? Mẹ cả tôi biết cái nào bài đâu mà ông thì kiểu anh xanh chín với cả ông nuột như... Không biết đồn. Bỏ. Đi chịu. Đi chịu ơi. Ừ. 1 triệu này. Thêm... 2 triệu nữa. Cân. Cân người đấy. 9. Ừ. Ba gì anh ạ? Ba gì được tiền đúng không? Vâng. Wow. Gì? Ba gì muốn nhà ra 1 triệu. Muốn nhà ra thêm 1 triệu nữa? Ừ. Sao đi thế nhỉ? Sắp. À. Đường...
sắp đồng hoa thì 2 triệu. 1 triệu đó gì? Đây, chợ đây này bạn ơi. Sắp đồng hoa thì 2 triệu. Này kia 1 triệu đâu? Cái đưa 1 triệu rồi. Mày nói gì? Thì ở đây toàn đi kẹo thợ, kẹo anh từ Campuchia ấy về đấy. Thôi, chưa rồi. Thì ở đây mà có ai không chơi không lịch sự đâu, không dọa nạt nhau thế nhỉ? Ồ, có phăng teo kìa, chơi lại đấy. Chơi lại mất mày. Ôi, được bắt được kìa. Bài nội phộn quá nhỉ. Các anh chưa kiểm bài trước khi đánh nhá. Một cái. Bỏ 1 triệu. Bỏ. Ê, ăn cái không à, tiếc thế nhỉ. Bao nhiêu? À, bao nhiêu thì anh làm sao biết được. Đây, bài em đây. 7 điểm đúng không anh? Đúng không? 7 điểm non chắc rồi. Nhà này mấy điểm không bỏ? 2 điểm. Không ra vào nhanh. Không ra vào. Cứ để về dùng cái gì đó là nhỉ. Ok cái không làm chợ giao lưu không em? Em với anh nhé. Dạ vâng. 2 triệu. 2 triệu à? To đấy. Cái gì à? Cái. Cái đâu? Cái đi 1 triệu. Bỏ thành 4 điểm. Vâng, thế em xin luôn nhé. Em kiểu gì được 4 điểm rồi. 1 triệu, còn 2 triệu nữa. Rồi 3 triệu nữa. Ừ. 1 triệu rồi. 2 triệu rồi. 3 triệu rồi. Còn 5 triệu. 3 triệu còn 3 triệu nữa. Ừ. Còn thế. Cầm gấp nhỉ? Không có 7 điểm bỏ thôi. À. Bỏ thôi. Thôi, bỏ. Không. Còn không. Đi 5 triệu thì nếu ai 5 triệu. Dưới này còn lá này không? Đây còn lá này. Đây. Anh lần kỹ vào không là gì? Đâu người ta còn thừa tiền cho anh. Kệ người ta. Ui giời, không kệ. Bỏ lại triệu. Rồi tiền luôn đã. Không nào. À có gà chứ sao không phải dùng. Tôi có nào là tôi bỏ hắn đâu mà không. Không, cứ người đóng cẩn thận anh ạ. Cứ... cái đóng người ta luôn đi. Người ta làm việc thì người ta chờ. Chờ chưa mà vẫn là anh bỏ gà. Chờ xong người ta mới chia mà. Một triệu á? Một triệu. Cho anh em lên bài nhé, chưa lên bài nè mấy A mày lên. Rút ruột. Bao nhiêu cân nhỉ? 1 triệu cân. Cân cứ thử xem nào. 1 triệu này. Lên 2 triệu, lên 3 triệu. Thế là tôi mất 4 triệu thì mới cân đúng không? Đúng rồi. 4 triệu mới cân này. 1 này. 4 triệu này. Thêm 3 triệu nữa này. Thêm 3 triệu nữa này. Thế mình vào bằng mấy triệu này? Cân này. Vào 7 triệu. Và 6 triệu. 3. Anh thêm không? Anh thêm 3. Anh thêm 3 nhỉ, thêm 3. Ừ. 6 triệu. Cân. Cân thôi à? Cân thôi. Là mình cũng 6 triệu là cân đúng không? 6 triệu. 1 2 3 hàng rồi. 4 5 6. Chắc bài văn bài này ăn chín thôi. Cân sớm hay cân muộn có ai chín ăn rồi thì ăn thôi. Thêm 2 triệu thôi. Ừ. Đây anh vứt 2 triệu rồi này. Ừ. 2 triệu này. Vứt 3 triệu này đúng không? Vứt 2 triệu nữa là 5 triệu đúng không? Thế là thêm mấy triệu? 5 triệu là cân đúng không? Em chỉ thêm 1, 2 triệu thôi. 2 này, 3 này, 4 này, 5 triệu này. Thế 5 triệu này. Thêm 5 triệu. Bây giờ mình thêm 7 triệu, 7 triệu nữa là cân đúng không? Đúng rồi. À.
À nhưng mà mình đánh là Roger Tepic đúng không? Bicker Tepzo. Rô. Bicker Tepzo. Rô. Đánh Rô đây. Rô. Bích hay là đồ dài đánh bích bao giờ? Rô. Bicker Tepzo. Rô. Thêm 7 triệu này. Rô. Bỏ. Mày ăn. Bằng 7 triệu này thêm cái gì đấy? 2 3 4 mà bỏ. Cái ông này bằng rồi, ông này cân rồi, ông này anh bỏ. Bài này bỏ thì 9 mình đánh vào gì ta? 9 điểm mẹ hoàng liêng. Đây tôi bật bằng ấy. Ông 9 điểm mất bằng. Ừ. À ông này bỏ. Mà ông này đã mất bằng, chứng tỏ là ông này cao hơn. Em bài sợ nhỉ. Nhanh lên. Từ từ anh. 1 2 3 4 5 là bằng đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thêm 10 triệu. Thêm 10 triệu à? Bài này úp vào nóng nha, không lộn xộn nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cân 10 triệu. Cân rồi. Thôi, tôi bỏ. Tôi người đi. 9 điểm đi. Người anh cân đi người đi. Đi VK này ta đéo còn tiền đánh đi. Thế cái này là ai thắng nhỉ? Rô thắng. Vinh cơ tiếp rô. Rô thắng rồi, rô cơ. Cái gì em cũng thắng. Anh là cơ hết này, đúng không? Ca rô, ca cơ. Quy cơ em, quy rô đúng không? Là em thắng đúng không? Rô. Ôi giời ơi. Rô cơ tiếp đứt. Thế đéo gì nhỉ? Xin nhá. GPK gặp GPK chưa thấy cái văn bài nữa thì dạng này. Văn bài ai chia nhỉ? Hơn nhau cái nước sơn. Đấy. À bác kia, mày thế. Không thì bác anh bảo em là làm bài. À mày tao mà biết làm bài rồi đá trẻ mặt mày ra ấy. Không không, bạn kia chia mà. Em làm bài cái gì anh? Đây em đóng gà cho anh bán, công anh chia cho em được nhá. Ừ. Đó mà văn bài. Anh em ăn cái tiền này luôn nhá. Tiền thần tiền hơn nhá.